Chào các bạn, hôm nay chúng ta học bài 13 giải bài tập của unit 13 mấy bạn nha. Rồi, choose a word that has underlined part pronounced differently from that of the others. Rồi cũng lẫn là cái phần quen thuộc mấy bạn. Phần gạch dưới phát âm với các từ còn lại. Number 1, leader, spread, greeting, team. Dễ ha, này âm e nè, spread. Christmas, character, school, church. Cái này là k k hết. Riêng cái này là ch. Ok. School, character, Christmas, church. Number 3, design, describe, description, prize. Ha, y rõ ràng ha. Description. Rồi, đọc này là gì bạn? Urge. Rồi, upset, husk, rub. Này khác ha. Ha, urge. Rồi, tiếp nào. Cái này là những từ mà thêm ed mấy bạn sẽ phát âm khác nhau. Ha, trong này có một từ sẽ phát âm các từ còn lại. Thì mấy bạn xem nào. Cái này là ch thì cô sẽ phát âm là t, fret. Còn cái này s thì cô sẽ phát âm cũng là t luôn ha, based. Còn này là washed. Riêng cái này là added. Những cái âm những âm cuối là d hoặc là t thì ta đọc thêm một cái được âm nữa, đó là it, added. Rất rõ ràng ha. Rồi, phần 2 mấy bạn. Một từ điền vào chỗ trống phù hợp ha. Million of Christmas cards. Hàng triệu những cái tấm thiệp Giáng sinh mấy bạn được gửi đi mỗi năm. Thì mấy bạn sẽ dùng bị động mà ở hiện tại đúng không? Ha, câu B ha. Cô dùng số nhiều bởi vì millions of ha. Bị động. Mà mỗi năm thôi, đó là một sự thật ha, không dùng quá khứ được. Rồi, first prize was awarded. Rồi, giải thưởng đầu giải nhất các bạn được trao cho Jack Stevens. Vậy bây giờ mấy bạn dùng giới từ gì mấy bạn? For ha. Was awarded to Jackie Stevens, the smallest girl on the team. Jane saw her old friend while she Jane gặp bạn của cô ấy, bạn cũ á, trong khi cô ấy đang băng qua đường mấy bạn. Diễn tả một hành động đang xảy ra, hành động khác xen ngang. Hành động đang xảy ra là quá khứ tiếp diễn ha, was crossing. Còn hành động xen ngang quá khứ đơn, okay, she saw. He has his father. Nếu mà các bạn để ý, nếu bạn học lý thuyết của bài 13 này á, mấy bạn sẽ có một cái điểm ngữ pháp, đó là cấu trúc nhờ vả hoặc là yêu cầu người khác làm gì đó ha. Vậy là gì? He has his father decorate. Bây giờ mấy bạn xem coi. Công thức của nó sẽ là have hoặc là get cộng cho somebody. Rồi là gì nữa mấy bạn? Do something. Ha, somebody thì là do something. Còn nếu mà something thì sau đó động từ sẽ là ở cột thứ ba hoặc là ed ha. Còn nếu mà là somebody thì đằng sau động từ sẽ là nguyên mẫu ha. Cho nên câu số 4 là cô sẽ chọn gì mấy bạn? Decorate. Anh ta nhờ ba của anh ấy trang trí cái tấm thiệp Giáng sinh. Ok, xem lại cấu trúc này ha. Rồi, I saw him. Tôi nhìn thấy anh ấy. Tôi nhìn thấy anh ấy đang tưới hoa ở trong vườn. Watering thôi ha. Rồi, number 6 mấy bạn. Paul is sad. Paul được nói rằng là gì mấy bạn? Paul được nói rằng là chọn cái nào mấy bạn? Rồi, câu 6 là cô sẽ chọn B. Rồi, Paul is sad to be the brightest student in the class. Được chưa? Paul được nói rằng là gì? Là học sinh sáng sủa, giống như là thông minh nhất ở trong lớp này. Thì nhớ cái cấu trúc này à, được nói ha, isas là bị động đó, được người ta nói rằng là, công nhận rằng là ha, anh ấy là học sinh. Nhớ sau đó là to verb. A contest in which participants là người tham gia ấy bạn, had to fresh water from the river to call, it is called.
Cái người tham gia mà lấy nước từ từ sông á, thì gọi là cái cuộc thi gì mấy bạn? Mấy bạn nhớ cái cấu trúc, cái này gọi là compound noun, là danh từ kết hợp. Mấy bạn còn nhớ, mấy bạn học ở lớp 5 á, đã có rồi ha. Water fresh, fresh là lấy nước, là động từ, cho nên mình biến thành danh từ thêm in, water fresh, freshing, có dấu gạch giữa ha, là cái cuộc thi lấy nước ha. The poem. Mấy bạn chọn cái nào? Cái bài thơ mà được viết bởi ha. Vậy thì mình dùng bị động thôi ha, mình dùng bị động. Mà bây giờ mấy bạn sẽ xem coi, đây là poem, cô sẽ chọn which, được chưa? Was written, chuyện này xảy ra rồi ha. Ha, chuyện này đã được xảy, đã viết rồi, đã xảy ra rồi, cho nên cô chọn câu C là which was written. Clement Clarke Moore became popular in the USA. Rồi, they try to make a fire by, chúng tôi cố gắng tạo ra lửa bằng cách là gì mấy bạn? By, sau by sẽ là verb in, mấy bạn nhớ nha, sau by thì động từ có in cho cô ha. By bằng cách là gì? Rubbing. Này mấy bạn học trong cái quyển bài học tiếng Anh bài 13, mấy bạn sẽ thấy cái từ này ha. Rubbing pieces là chà chà những cái miếng bamboo á, miếng tre lại với nhau ha, mình gọi là tạo ra ma sát các bạn ha. Rubbing, by rubbing. Double B lên bởi vì CVC nè. Hello Joe, I didn't expect to see you today. Sonia said you, tớ không ngờ là gặp cậu hôm nay đó, bởi vì Sonia nói rằng là gì? Nói rằng là gì? Said you were, nói rằng là bạn đã ở bệnh viện mà ha, dùng quá khứ thôi, không dùng hiện tại được. Nói tới cái hành động đó đã xảy ra rồi ha, nói với tớ rằng là bạn đã ở bệnh viện chứ không 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 nghĩ là gặp ở đây ha. Should be cũng được. Rồi mấy bạn sang bài tiếp theo, bài này nói về gì mấy bạn? New Year is one of the most important, là một trong những cái lễ hội sao mấy bạn? Ồ, cô nói luôn rồi. Một trong những cái lễ hội quan trọng nhất ở nước Mỹ ha. One of the most important festivals, cô thêm S bởi vì one of the có nghĩa là nhiều, một trong nhiều ha. On New Year's Eve, vào đêm giáng vào đêm đêm giao thừa mấy bạn. Most people go to the parties, này bị lỗi nè. Ha, bị dư chữ P, này sách đàng hoàng á. Go to the parties at 12 o'clock at night. Ha, in the morning, in the afternoon, in the evening. Nhưng mà night thì là at night. Everyone says Happy New Year and they. Đây cái gì? Their friends and relatives. Họ chúc cho bạn bè và những người thân của mình may mắn, được may mắn. Vậy chúc mình sẽ dùng chữ wish vậy thôi. Chữ wish. Ước cũng được, mà ở đây mình dùng để mình nói cái sự chúc cũng được. New Year's parties usually last a long, nó sẽ kéo dài mấy bạn, a long time. Cái bữa tiệc đó sẽ kéo dài rất là lâu. Many people don't go home, mọi người sẽ không về nhà cho đến gì, cho đến sáng hôm sau luôn, until morning. Another holiday, và một cái ngày khác nữa. Ngày không giống ở Việt Nam mấy bạn ha, vào cái đêm đêm giao thừa đó là mình đâu có ai tới nhà đâu mấy bạn, chỉ có gia đình với nhau thôi, thờ ông bà cúng tổ tiên đúng không, rồi đón giao thừa, không được ai tới trơn á. Rồi một cái kỳ nghỉ khác đó là lễ Halloween, là chủ yếu dành cho trẻ con, mainly for children. On this holiday children, vào cái ngày này, vào cái ngày lễ này thì trẻ con làm sao hóa trang thành witches hoặc là ghosts or others hoặc là những cái thứ khác, thì mấy bạn sẽ dùng chữ dress as là mặc để trở thành giống như hóa trang vậy đó. Dress as. Most children go, rồi mấy bạn thấy chữ to không? House to house thì có nghĩa là có chữ from house to house ha, đi từng nhà để mà xin kẹo hoặc là trái cây ha. If the people at the house do not give them, nếu như những người đó trong nhà không có cho chúng gì, them có nghĩa là chữ people á, là bọn trẻ mấy bạn. Sorry, chữ them ở đây là bọn trẻ, không cho bọn trẻ kẹo thì bọn trẻ sẽ gì? A trick, thì đi với động từ play mấy bạn, play a trick.
Nhớ nha, play a trick là trêu ghẹo á, trêu đùa á. Những người đó thường là bọn chúng sẽ ném, nhưng mà điều này thì rất là hiếm khi thể xảy ra mấy bạn, hardly ever happen. Bởi vì vào ngày này hầu như nhà nào cũng chuẩn bị hết rồi ha, bởi vì hầu như ai cũng có kẹo và trái cây cả. À, phần này là gì mấy bạn? Work from đúng không? Work from là những từ này, bây giờ có chữ greet là động từ, là chào hỏi ha. On Christmas day I often send my close friend greeting cards. Biến nó thành danh từ, thiệp chúc mừng ha, greeting card. Paris is chữ fame, fame là danh từ, sự nổi tiếng. Chúng ta cần tính từ ở đây mấy bạn, có to be nè. Cho nên đây là phải là tính từ famous for, là nổi tiếng về gì đó. Fire, sorry, Eiffel. Eiffel Tower. Eiffel đó mấy bạn, mình đọc là Eiffel nhưng đọc đúng là Eiffel Tower. Tháp Eiffel. Famous. He has, nhớ là famous đi với for nha. He has been an active. Active là năng động tích cực. Thì đằng chữ participate là tham dự, là động từ. Ta cần một danh từ. Ở đây chỉ người có nghĩa là người tham dự mấy bạn. Người tham dự rất là tích cực trong cái cuộc thi ha, participant, người tham dự, nhớ participant. The School Drama Society will give a, perform là động từ mà sau a là danh từ, dễ ha. Từ này dễ nè, performance, okay, of Hamlet. Cái vở kịch Hamlet. Diễn kịch vở Hamlet đó mấy bạn. Last night the TV program was very. Cái chương trình TV thì interest. Interest là động từ, ta cần một tính từ ở đây ha. Và cái tính từ mô tả cái chương trình thì bản thân nó là interesting. Được chưa? Bản thân nó là thú vị. Rồi, dùng in ở đây cho cô không có ED ha. I think this thick clothes là cái quần áo dày á mà. Quần áo dày á thì cold weather phù hợp. Mấy bạn thấy chữ suit là động từ, ta cần một tính từ suitable for, nhớ chưa? Phù hợp với thời tiết lạnh. Nhớ suitable đi với giới từ for. Rồi is, nó là is to be nè, in England to eat turkey. Nó là gì? Nó là một cái truyền thống ở nước Anh khi mà người ta ăn gà tây á vào cái lễ Giáng sinh mấy bạn. Vậy là is traditional, tính từ của nó là traditional. Over 200 enter the race là hơn 200, compete là đánh bại ha. Động từ mà ta cần danh từ ở đây chỉ người, gọi là người tham gia đó, gọi là người tham gia ứng cử viên đó. Nói chung là hơn 200 vận động viên đi, hơn 200 vận động viên tham gia cái cuộc đua đó. Santa Claus is based on the. The sau the phải là danh từ rồi. The describe là động từ mô tả, ta cần một danh từ description dựa trên sự mô tả của thánh thánh gì? Nicholas in a poem. Thánh Saint Nicholas in the poem là một cái thánh tên là Nicholas ở trong bài thơ gì đó. Rồi, danh từ description. Dad was putting up the Christmas. Cha đang bỏ đang đang giống như là trang trí cái lễ Noel mấy bạn. Put the Christmas decoration. Decorate là động từ, decoration. Mấy bạn thêm s vô nha, những cái sự trang trí ha. Rồi, hãy tìm ra lỗi của một phần ở trong này A B C D ha. Thanks for inviting. Sau for phải là verb in ha, inviting chứ không có invite được, bỏ y cho cô luôn nè. Me to the rice cooking festival of your village. The churches try the thử những cái món ăn đã hoàn thành. Cái này bị sai ở chỗ nào các bạn biết không? Chữ finish này là thêm ed nè, những cái sản phẩm đã hoàn thành rồi á, nó thêm ed, nó đóng vai trò như là một tính từ bổ nghĩa cho cái chữ products, là những cái sản phẩm đã được hoàn thành, là những nhà giám khảo đã nếm thử những cái sản phẩm đã được hoàn thành, và những cái món cơm ngon nhất của người người thắng cuộc. Rồi participants là người tham dự xá tá, they have to separate.
The rice from the husk and then cook the rice. Cái lỗi ở đâu mấy bạn? Cái lỗi chính là had to. Chỗ này nè. À, họ nói rằng là họ đã phải, chuyện này xảy ra rồi ha. Sad đã xảy ra rồi, cho nên cô không dùng have, dùng had. Họ đã phải chia cơm ra đó ha. Tiếp tục nè. In 1823, Santa Claus was appear. Sao dùng bị động ở đây được mấy bạn? Đây là người mà. Appear là xuất hiện. Là dùng, chúng ta dùng gì? Chúng ta dùng là chủ động thôi. Appear in poem called A Visit from Saint Nicholas. Không dùng bị động ha. Ông ấy xuất hiện thì ông ấy xuất hiện, chứ ông ấy bị xuất hiện à. 800 years ago, Christmas songs were performed for people in towns and villages. À, mấy bạn thấy chỗ nào bị sai mấy bạn? Nó sẽ có vấn đề ở chỗ là biểu diễn đây nè. Perform dùng bị động là chính xác, nhưng mà tại sao không thêm ed ở chữ perform? Ok. The winners of the fire making contest are the first ones to make a fire. Không có dùng making. To make. Cái người mà đã làm ra lửa đó bạn, to make a fire, để mà tạo lửa ha. The character in the poem was a fat jolly man who wore a red suit and gave children presents in Christmas Eve. Mấy bạn thấy chỗ này nè, nó sai một lỗi bé xíu thôi. Này là quá khứ của chữ were, wear đó mà, bạn mặc ha. Này là on chứ không phải đêm Giáng sinh ha. On Christmas Eve, không in. Rồi tiếp. I rather, này viết tắt của chữ would đó mà, I would rather, sau đó phải là verb nguyên mẫu luôn, không có to. Này mấy bạn nhớ công thức ha, would rather rồi cộng cho verb base, verb infinitive. Bỏ to đi cho cô, được chưa? In the contest then watch it. Chúng tôi thì tôi thích tham gia vô cái cuộc thi hơn là chỉ ngồi xem. Lee told that he was interested in. Chữ told ở đây có vấn đề, nếu mà told thì phải là told somebody chứ không told that được. Lee said that thì được, Lee said that thì ok. Nhưng mà told thì cô phải thêm chữ me vô đây. Còn thôi mấy bạn ghi là Lee said that hoặc là Lee told me that she were interested in the rice cooking contest. An Englishman has someone design a card to send Christmas greetings to his friends. À, nhờ và ai đó, cấu trúc của nó là đằng trước chia thôi, chữ have hiện tại, còn quá khứ là had, còn đằng sau là someone, rồi do something luôn, cho nên ở đây cô không chia được, cô giữ nguyên ha. Bởi vì ở đây cô nói lại cái công thức này, nếu mà là người á thì người á thì động từ mang ý là gì? Chủ động ha, mang ý là chủ động, cho nên động từ sẽ không có thêm ed được. Nhưng mà nếu như là bị động, nếu như là vật thì chúng ta sẽ thêm gì? Thêm in vô. Rồi tiếp theo mấy bạn, theo sang cái phần phần tiếp theo nào. Rồi bài này mình sẽ nói về Tết của Việt Nam mấy bạn nha. Tết của Việt Nam thì celebrated according to the lunar calendar là lịch âm mấy bạn ha. Is it official? Officially known as Tết Nguyên Đán, hay còn gọi là Tết Nguyên Đán hoặc là Tết. It begin between 21st and February 19. Nó thường bắt đầu từ ngày 20,
21 tháng 1 cho đến khoảng 19 tháng 2. Nói chung là tùy mỗi năm thôi, the exact date, cái ngày chính xác sẽ thay đổi năm này qua năm khác. Ha, mỗi năm sẽ khác nhau. Bây giờ mình đọc ở dưới trước đi. Tết is also called Lunar New Year. Câu này đúng nè. Cũng có thể gọi là Lunar New Year. Hoặc là gọi là gì? Tết ha, câu này đúng. True. Câu 2 là Tết usually occurs, xảy ra in late January or early February. Xảy ra vào khoảng cuối tháng 2. Sorry, cuối tháng 1 hoặc là đầu tháng 2, thời gian này chính xác các bạn. Ha, thời gian này là cuối tháng 2 hoặc đầu tháng cuối tháng 1 đầu tháng 2. Đúng luôn. Vietnamese people make operation for Tết several months beforehand. Có nghĩa là người Việt Nam sẽ có một cái sự chuẩn bị, sẽ làm một vài cái sự chuẩn bị trước vài tháng. Several months lần hả? Hình như không ổn lắm. Đâu rồi? À, đây nè, đây nè. Usually make reparation for the holiday several weeks thôi. Đâu có mình. Trời, chuẩn bị trước vài tháng gì ghê vậy. Câu này sai ha. Sai chữ months. Ok. On New Year's Eve, people usually stay awake until midnight. Đúng rồi, vào cái đêm giao thừa thì người ta thường thức cho tới tận giữa đêm đó, để mà cúng ông bà đón tổ tiên, đúng không? Là gọi là giao thừa đó, gọi là đón giao thừa. Cái này không đọc mình cũng biết nữa. Nhưng mà để coi coi. Sit up to midnight. Đúng rồi, đây nè. Vào cái đêm Giáng sinh người ta sẽ sit up to midnight, cái nghĩa là thức tới khuya đó, để mà đón năm mới. Đó, thấy chưa? Cho nên câu này cũng đúng. Rồi, Vietnamese people believe that they will have good luck on the first three days of Tết. Người ta tin rằng là gì? Họ sẽ có nhiều may mắn vào trong 3 ngày đầu tiên. Cái này phải đọc ở dưới. Đây nè. Người Việt Nam tin rằng là gì? Họ, cái cách mà họ ứng xử trong suốt những cái ngày... trong suốt những cái ngày này á, những cái ngày này là những cái ngày Tết đấy mấy bạn, thì sẽ ảnh hưởng đến cả năm. Đúng không? Vì thế mà at a result, they make every effort to, họ làm, họ cố gắng nỗ lực để mà tránh những cái sự tranh cãi, và họ sẽ cười càng nhiều càng tốt. Đâu có nói là họ 3 ngày đầu tiên này sẽ có những ngày 3 ngày Tết đầu tiên có may mắn đâu, không có ha. Đâu có đâu. Cố gắng cười thật nhiều, tránh tranh cãi. Nếu không cả năm sẽ tranh cãi, chứ không có nói gì mà 3 ngày đầu sẽ có may mắn đâu. Rồi, to Vietnamese people, Tết Nguyên Đán is a joyful occasion. Đối với người Việt Nam thì Tết Nguyên Đán rất là một dịp rất là vui vẻ, đúng không? Đương nhiên là đúng rồi ha. Thì rồi, bài cuối cùng mấy bạn, viết lại câu giữ nguyên nghĩa ha. Rồi, Clement Clarkmore wrote the poem in 1823, the poem. Vậy là mấy bạn sẽ dùng bị động ha, được viết bởi ông này ha. Vậy là was, the poem was so ít đúng không? Was written in 1823. Đây, chuyện này xảy ra rồi, dùng was written. Christmas cards should be sent a week before Christmas Day. Những cái tấm thiệp Giáng sinh nó nên được gửi trước một tuần ngày Giáng sinh. Vậy là you should gì mấy bạn? You should send. Cái này mình chuyển nó lại, nó là bị động mấy bạn. Thấy không? Should be sent là bị động. Thì ta chuyển thành gì? Chủ động. Vậy là you should send. Sau should là verb nguyên mẫu nha. Vậy là you should send Christmas card a week before Christmas Day. Thấy chưa? You should send. Sau should là verb nguyên mẫu. Rồi, we are waiting for the school bus. Sat the children, sat the children. The children sat. Bọn trẻ nói rằng là gì? Bọn trẻ đang chờ xe buýt. Đây là hiện tại tiếp diễn mấy bạn, sẽ biến thành quá khứ tiếp diễn. Chữ we biến thành chữ they, bởi vì bọn trẻ mà. They were waiting for the school bus, okay? Nobody has you. This machine for years. Không ai sử dụng cái máy này nhiều năm rồi.
Vậy là this machine mình dùng bị động nữa nè mấy bạn, không được sử dụng. Vậy thì hiện tại hoàn thành. Thì mấy bạn sẽ thêm chữ gì vô? Chuyển thành bị động chúng ta chỉ cần việc gì mấy bạn? À, chúng ta chỉ cần việc thêm chữ been ở giữa. Vậy là this machine has been used, được sử dụng. Sorry, nobody là không một ai, về thì mình phải thêm phủ định vô mấy bạn, hasn't been used, ok, for years. Đấy. Ha. Has been là không đúng bởi vì nobody, cho nên mình thêm phủ định đây, not đây ha. Roses can possibly grow in such poor ground. Hoa hồng thì không có thể nào mà trồng ở một cái vùng đất nghèo nghèo cằn khô cằn như vậy. Là it is impossible, không thể nào, impossible là không thể, to vậy, to grow roses in such poor ground. They use recycled plastic to make toys and utensils. Rồi những cái người ta dùng những cái đồ nhựa tái chế ha, để làm ra đồ chơi rồi đó, thì là recycle plastics, mấy bạn sẽ đem ra thành chủ ngữ bị động thôi ha. Recycle plastic này số ít mấy bạn, thì mấy bạn sẽ dùng is used, ok, is used to make toys and utensils, ok. Đó. Nhựa tái chế ha, là số ít mấy bạn. Rồi she said to me, turn out all the lights when you go out. Cô ấy nói với tôi là gì, tắt hết đèn khi mà ra ngoài. Là she asked me to ask somebody to do something hoặc not to do something. Là she asked me to turn off all the lights when gì, chữ du đổi không, đổi chưa, when I went out. Và chữ go này phải biến thành chữ gì mấy bạn, went, okay. Đấy. She asked me to turn off the lights and when I went out. Nhớ đổi ha, you đổi, go đổi. Mấy bạn coi lại cái phần câu robotic speech đây nha. Rất là nhiều cái điều cần nhớ ở trong cái điểm ngữ pháp này, rất rất khó đó. The last time I played tennis was in 1990. À, lần cuối cùng tôi chơi tennis là năm này. Vậy thì bây giờ mình sẽ dùng hiện tại hoàn thành. Ở trên là quá khứ đơn ha, còn bây giờ mình sẽ biến thành hiện tại hoàn thành. Hai cấu trúc này hay đi kèm nhau lắm. Vậy là I haven't gì? I haven't played tennis since, đúng không? Đây là một điểm thời gian, cô sẽ biến nó thành chữ since 1990. Đó. Nhớ nha, quá khứ thành biến thành hiện tại hoàn thành, hoặc ngược lại, hiện tại hoàn thành biến thành quá khứ. Hai cấu trúc này rất là hay đi cùng nhau ha. I give you my phone number so that you can call me. Jen said to me. Vậy là told thì phải told me ha. Jen told me that she, thành she nha. She would give, nhớ will thành gì, would, đúng rồi, would give me her phone number so that I, để mà tôi ha, I could, can thành gì, could call her. Thấy chưa, đổi rất là nhiều, mấy bạn phải nhớ tình huống vấn đề ha, đổi nhiều lắm, gần như từ nào cũng đổi, thấy không? Nhưng mà mấy bạn nắm chắc tình huống thì mấy bạn sẽ đổi dễ thôi ha. Please don't smoke in the kitchen, làm ơn đừng có hút thuốc ở trong nhà bếp. Would you mind not smoking, bởi vì có don't, would you mind thì cộng cho verb in, hoặc là would you mind not ha, nếu là phủ định. Would you mind not smoking in the kitchen, bạn không ngại khi mà đừng có hút thuốc trong bếp, ý nói lịch sự ha.